Alo, mang đến cho anh một bộ kayak, mái chèo, thuyền bơi, SUP và một bộ cần câu nhé. Êm quá. Được, nhanh lên nhá. Ôi, khi turbo nó mở các bạn ạ. Tuần vừa rồi làm việc rất là ngoan, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều rất ngoan. Thế là cuối tuần là vợ lại cho đi chơi. Còn tuyệt vời hơn nữa nếu như chúng ta có một chiếc xe như Volvo V90 Cross Country để chuyên chở tất cả những các cái đồ như vậy. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để liên tục nhận được các video mới của chúng tôi. Những cái điểm đặc trưng nhá, là vẫn là đèn hình búa tho này, đèn full LED này. Rồi đèn gầm cũng full LED. Camera 360 cam trước, cảm biến trước và cảm biến góc có đầy đủ. Với Volvo thì các hệ thống an toàn thì luôn được đề cao. Lưới tản nhiệt rất đẹp. Nhưng mà thứ mà tôi thích trên cái V90 Cross Country đấy là được trang bị cái động cơ T6. Và một điểm mà tôi rất thích ở trên tất cả các dòng xe Volvo ấy, các bạn sẽ thấy cái phần khoang bảo vệ hành khách ấy, là làm được bằng thép boron, một loại thép để dùng trong cái thiết kế chế tạo xe tăng gì đấy. Nó rất là cứng. Cái trụ đê này nó thiết kế khá là lai liền với cái đèn. Tất nhiên rồi, những cái dòng xe sang như Volvo thì sẽ là đèn full LED hết. Đó, phần bô dưới khá là vuông vắn, thể thao bô đôi. Đấy, cản dưới cũng được sơn mờ này. Lại có mảng tương phản nữa này. Cảm biến sau, cam lùi đầy đủ hết, đá cốp. Rất cơ bản trên những chiếc xe của Volvo vốn đã quá quen thuộc. Đó. Một chiếc cốp rất là rộng. Nhưng mà thực ra tôi sẽ giới thiệu cho các bạn qua hình ảnh này nhé. Đây. Các bạn sẽ thấy rằng hình ảnh của những chiếc xe Volvo nếu như mà được trang bị thêm một cái giá nóc, thêm những bộ cánh trượt tuyết như thế này. Đấy. Rồi. Nó phải là tuyệt vời. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng là cái vị trí mình lấy đồ, kéo đồ ra như thế này nó rất là phẳng. Kể cả kéo vali các kiểu thì kéo ra là kéo luôn. Đấy, nó không bị gờ. Như XC90 thì tôi nhớ là thuộc cái dòng SUV sẽ có những cái thiết kế nó khác, nó sẽ bị như vậy. Và với tại sao lúc nãy tôi lại gọi tới những cái SUP hoặc là những cái thuyền hay những cái bộ đồ câu, tôi có thể để trên giá đốc, nhưng ngược lại tôi cũng có thể, nếu như đi một mình thì tôi có thể gấp tạo thành một cái sàn phẳng dài miên man, gầm cao 206. Và thực ra chạy bám như sedan, nhưng lại vẫn có thể đi đường sâu xấu một chút như là xe SUV như XC90. Thì đó là V90 Cross Country nha các bạn. Đấy, khoang xe rất là rộng rãi. Các bạn sẽ thấy rằng tất cả những cái đường chỉ may trên táp lô, gỗ, ốp, nhôm, vân vân, tương tự như F90 hay là Volvo XC90. Thực ra với Volvo thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu như chúng ta phải ngồi vào, sờ vào vật liệu, chạm vào, dùng vào, ngửi thấy cái mùi tỏa ra từ những cái vật liệu như gỗ, như da của xe Volvo thì sẽ thấy đấy là một cái mùi tương đối là dễ chịu và thoải mái. Nó có gì đấy healthy. Chức năng hỗ trợ lái bán tự động ấn vào đây nha các bạn. Adaptive Cruise Control cũng ở đây. Ở đây thì điều chỉnh âm lượng vân vân, quá quen thuộc rồi. Màn hình phía sau, màn hình kỹ thuật số hết. Màu mè thì không lòe loẹt như không lòe loẹt đa sắc đơn như những chiếc Mac hay là những chiếc Beam. Rất đơn giản thôi. Đây là Volvo, màn hình này là màn hình chính in. Chức năng trong này thì tôi cũng đã giới thiệu khá là chi tiết rồi. Toàn bộ là cảm ứng và tất cả các chức năng ở trong này nhé. Có thể dùng các cái hệ thống hỗ trợ ra vào chuồng, rồi hệ thống hiển thị camera 360 thì nó nằm ở trong này hết. Ghế điều khiển điện tất cả nhá. Có bơm lưng, bơm đệm, hơi, bơm vai đầy đủ hết. Và có cả đỡ này, đỡ chân này. Lái đường xa, lái một ngày đôi 300 cây thì những cái chi tiết này rất là quan trọng. Nhưng mà tôi rất thích da ghế trong cái khoang xe này. Rất đẹp, da bò xịn, đường mây đẹp, sang trọng và trông xịn sò. Đây. Da này thì là sẽ là bền, tin tưởng là vậy đi.
cần số rất đặc trưng trên Volvo, hộp số 8 cấp. Tất cả những cái đây, start stop engine rất đẹp. Đây này. Đây các bạn sẽ nhìn vào cái chi tiết họa tiết được tạo trên những cái tấm cái miếng ốp của các cái núm điều khiển như thế này. Drive mode ở đây. Start stop đây, phanh tay điện tử ở đây. Auto hold ở đây. Và gỗ da đều là gỗ đấy, da gỗ thật này. Da đẹp quá. Đấy, cốp DVD giấu ở đây. Loa Bower Wiskin 19 loa 1400W. Tôi sẽ mời các bạn thưởng thức trực tiếp. Think I grab a bottle of Patron when I get off work on my way home. Hay. Feel that hot tub. Gương không viền rất đẹp, chống lóa, chống chói. Cửa sổ trời panorama. Cửa sổ trời toàn cảnh. Wow. Thế này thì chắc chắn là tôi sẽ không đi một mình được rồi. Tôi sẽ phải đi nhiều mình. V90 Cross Country sẽ được trang bị cái hệ thống IntelliSafe nha thưa các bạn. Hệ thống này thì đã quá quen thuộc trên tất cả các dòng xe Volvo rồi. Hỗ trợ lái bán tự động, Adaptive Cruise Control, cảnh báo điểm mù, hắt kính lái, rồi cảnh báo vật cắt ngang, hỗ trợ ra vào chuồng, vân vân. Những cái công nghệ hỗ trợ người lái, mang đến sự an toàn cho người lái. Thưa các bạn, đấy, ghế trẻ em nhá. Tại sao những chiếc xe của Bắc Âu nó luôn hướng hết sự an toàn khi mà tôi gấp lại nó như thế này? Thì vừa đủ cho một bé ngồi ở đây và thắt được chiếc dây an toàn. Và tất cả những cái thứ đó đều được hướng dẫn ở dưới này nha các bạn. An toàn cho trẻ em luôn là hàng đầu. Thưa các bạn, ở châu Âu nếu như ai đã đi rồi thì các bạn cũng sẽ biết là trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, đến chó, rồi mới đến anh em mình. Thực ra không gian để mà tận hưởng ở trên V90 Cross Country thì đó là cái hàng ghế thứ hai này các bạn. Hệ thống treo là hệ thống treo sau là treo khi nén nhá, cho nên ngồi hàng ghế này sẽ êm. Chút nữa chúng ta sẽ lái thử. Rộng không ạ? Quá rộng, có lẽ tôi không phải đo bằng tay bằng ấy như thường khi như mọi khi nữa. Và nếu như các bạn nào còn băn khoăn rằng là tôi nói có đúng hay không hoặc là gì đó thì có thể là đến thẳng Volvo ở bên khu Sapeco ấy để ngồi vào trải nghiệm. Đấy, lên đấy lại có các em tiếp đón nữa, mát mẻ. Phải nói là da trên chiếc xe này nó đẹp thật đấy. Đấy, các khay chứa đồ này, rất đơn giản, không nhiều nút đâu. Đối với cả triết lý thiết kế của người Bắc Âu thì họ hướng tới sự đơn giản, đẹp và phải tiện ích, dùng nó dễ. Hệ thống điều hòa là 4 vùng độc lập, điện 230V này, nhưng sẽ không bị lộ ra để bảo vệ cho trẻ em. Các bạn sẽ thấy thiết kế của ghế sau nó đậm chất Bắc Âu không? Đường chỉ may da này. Da sờ sướng luôn. Cấu véo một tí. Da đẳng cấp đấy. Đẹp. Thực ra cái không gian cái kiểu kiểu như này mình lại cứ nhớ đến những cái phòng hút xì gà uống rượu vang. Trông nó đậm chất Bắc Âu. Đẹp kinh khủng luôn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ lái thử. Nhưng mà cái thử đầu tiên mình muốn thử cái xem cái xe này nó lên xuống vỉa hè như thế nào. Cross country mà. Đấy, có rất nhiều góc cam mình có thể bật vào đây. Ý dạ, hay quá. Đấy, hỗ trợ công nghệ đầy mình nhá. Tất cả như là hỗ trợ lùi chuồng vân vân các kiểu thì ở đây. Quay trở lại đây. Đấy, các bạn sẽ thấy này. Cột điện vân vân tất cả đấy. Mình sẽ lên xuống vỉa hè cái xem nào. Yes. Quá được. Gầm sáng cao mà lên. Treo trước là so, treo sau là khi nén. Cho nên là bạn sẽ thấy là nó rất là êm. Nếu mà bạn ngồi ghế sau thì bạn sẽ cảm nhận rõ hơn. Nhưng mà với Volvo á, các cái dòng xe Volvo á, khi mà cua hoặc đi cái điều kiện đường xấu á, đường mà bám kém ấy, thì các bạn mới thấy đẳng cấp của một chiếc xe Volvo nó nằm ở cái vị trí đấy. Ví dụ như này, như này. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái kiểm soát về thân xe, về lực kéo, về cân bằng, cái độ cân bằng của cái xe nó rất là khác. Nó khác thực sự đấy. Và nó đặc biệt. Wow. Đây nhá. Thưa các bạn, một cái minh chứng này khi mà đấy, tại sao mà khi mà tăng tốc chúng ta cần dồn nhiều lực ra phía sau này. Trọng tâm nó sẽ dồn ra phía sau khá nhiều. Và các bạn sẽ nhìn một cái chuyển động của cái này. Đấy, các bạn sẽ thấy này.
Êm quá. Đấy. Ơi, mình đang cài chế độ gì thế này? Dry mode, à, 4 chế độ quá quen thuộc, Eco Comfort Dynamics. Off-road cũng có. Đấy, cross country có off-road nha. Thực ra tất cả những các cái chế độ này nó sẽ can thiệp vào chế độ hoạt động của động cơ, của chân ga, của hộp số. Và đặc biệt là hệ thống ESP và traction control. Là những cái hệ thống mà được điều khiển nhiều nhất, can thiệp nhiều nhất để có thể phù hợp với tùy các loại địa hình khác nhau thưa các bạn. Êm quá. Thực sự rất là êm. V90 Cross Country được trang bị cái động cơ là T6. Và cái động cơ này rất hay luôn. Wow. Khi êm thì cũng rất êm. Nhưng khi quyết liệt thì cũng rất quyết liệt. Đấy, quyết liệt là tăng tốc ấy. Đối với một cái xe ấy, thì nó chỉ có thay đổi ở mấy cái trạng thái như sau. Khi mà chúng ta tăng tốc này. Đó, khi mà chúng ta phanh. Khi chúng ta cua. Rồi khi chúng ta đi các điều kiện mặt đường khác nhau thì độ bám ở trên mỗi cái bánh nó sẽ khác nhau. Và nhiệm vụ của cái hệ thống điều khiển làm thế nào, kiểm soát lực kéo cũng như ESP vân vân, phối hợp tất cả những cái thứ đó, kể cả cái kiểm soát mức độ chân ga rồi động cơ rồi hộp số vân 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 vân, nhằm bảo đảm cho 4 chiếc bánh nó luôn cân bằng nhất thưa các bạn. Cân bằng nhất. Còn những cái xe mà không có điều khiển những cái đấy thì đương nhiên nó chả bao giờ hỏng cái đấy. Đơn giản vậy thôi. Chạy sướng thì cũng phải có cái giá của nó. Ôi, khi turbo nó mở các bạn ạ. Vâng, 120 quá đơn giản. Và giá trị của chiếc xe Volvo là khi chúng ta cua các bạn ạ. Đấy. Một cái chuyển động của cái ví này các bạn sẽ thấy rằng là khi mà phanh thì cái trọng tâm nó sẽ dồn về phía trước rất là nhiều. Và khi tăng tốc trở lại, trọng tâm nó lại dồn về phía sau. Vì vậy cái hệ thống all-wheel drive, nhiệm vụ của nó phải hiểu tất cả những cái tình huống đấy và phản ứng tức thì. Anh em, quý vị và các bạn xem xong video thì hãy dành một chút thời gian thôi để subscribe và rung chuông nhé. Rung chuông toàn hệ thống luôn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.